À, phía sau mua bảo đỏ đây nè. Đừng có dịnh bàn, một đấu một. Em gái được chụp tay nha. Chàng trai không được chụp tay, thục thục chúng bạn nha. Một, hai, ba, let's go. Chiến thắng thuộc về 10A. 10A chính mãi định nha. Ôi bầu điểm. Thằng bé đứng nhìn thò lọ thắng luôn. Ok, A4 cử các 10 bạn giùm anh này các bạn. Lượt tiếp theo A4 bên đây là A Máy. A Máy anh, anh 5. Anh 5 cử các 10 bạn giùm anh. Xin mời những cô gái Sài Gòn đi tẩy đạn nè. Ôi trời. Từ từ bước ra, anh 5 cử các 10 bạn. A4 cử các 10 bạn giùm anh các bạn. Ôi trời trời, chơi dân gian kiếm mương xình mà đeo kiếm bơi. Chấn động vậy. Rồi xuống mưa nước đen thui. Thằng bé nó tưởng đâu là đi biển hải đảo đồ là ngắm san hô ha. Rồi bước ra đi các bạn. 2, 4, 6, 8, 10 đủ. A5 dòng ra phía ngoài đừng đứng gần bà quá. Té đập đầu cho bà là khùng tới già. Dòng ra em trai đang điếm nè. Dòng ra. Ê. Dòng ra. Xích ra ngoài kêu dòng ra sụt vô ngoài vậy. Dòng ra cái nữa đi bé. Lại không đứng gần bên trong cây cầu, té đập đầu vô bờ là đau. Cẩn thận dòng ở phía ngoài ha, đủ số lượng chưa? Rồi bây giờ trước khi mình chơi nè, quần bạn nào lòng thòng vui lòng kéo nhẹ lên. Sẵn sàng chưa? A50. Bên này là A4 đó bà. Ok rồi, chuẩn bị đấu vui vẻ là chính, không được bạo lực, không được mạnh tay với bạn ha. Ok, chuẩn bị cuộc đấu giao hữu giữa hai lớp A10, A4 và A5. Ok, 1, 2, 3, let's go! Lên nào! Yêu lắm chi nào! Come on! Chi là! Hey! Lên nào! Sẵn nha! Chi là! Chụp, 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 chụp! Chúng nhà khoáng! Trời ơi, dừng lại khoáng! Đánh lộn mới dễ! Ủa áo đỏ ơi, bảo trắng bị suy dinh dưỡng em từ từ! Thằng bé có 25kg em đẩy một cái lò guộc nhỏ ra. Không được dùng tay, nam với nam không dùng tay, nữ với nữ không dùng tay. Chỉ được nữ dùng tay với nam, ok chưa? Chạy đúng lực nha, 1, 2, 3, let's go. Hey, lên nào. Chầm tay vào nhau, làm môi vào môi, lên chụp, 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 chụp. Em gái dùng tay đẩy bớt thoải mái. 1, 2, 3, chụp, 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 chụp. Đẩy la, đẩy la, đẩy la, đẩy la. Ủa làm gì đè trên cầu vậy? Ủa là trời té nhỏng dò lên từ từ. Đứng lên đi em trai. Ủa con bé xả tóc như một tiên nữ. Dễ cái mái tóc của em lên đi bé. Nó quằn quại quá. Nè ok, ô trời văng xuống mương luôn. Rồi các bạn ở dưới mương bơi xa ra. Từ đứng ngang cây cầu quá nhiều khi mấy bạn té mà cắm đầu vô cái đập cái hứ một cái lứ hừng liền. Bơi ra. Xa ra các bạn. Rồi sẵn sàng nha. Em trai không dùng tay. Thọt thọt trúng trái cây của bạn một cái là bạn bẻ cổ liền. 1, 2, 3, let's go. Lên nào. Say. Come on. Phía sau là dũng mạnh đấy các bạn. Dũng mạnh cây cầu, lắp mạnh cây cầu. Mở nước lên giùm em nha. Mở nước, mở nước, mở nước, mở nước. Come on. Say. Chúng ta là đẩy, đẩy, đẩy ra, đẩy ra, đẩy ra, đẩy ra, đẩy ra, đẩy ra, đẩy ra. Lên ra, lên ra, lên ra, lên ra, lên ra, lên ra, lên ra. Lên nào. 1, 2, 3, chụp, chụp, chụp. Đẩy, đẩy ra, đẩy ra, đẩy ra. Cố lên A4, ô xuống nha. Ô, con bé lại sắp hấu luôn rồi trời. Ok, để nhẹ nhàng bạn thôi từ từ. Nhắc lại nha, phải nâng niu bảo vệ bạn nữ nha. Chơi vui là chỉnh không được làm đau bạn. Và bây giờ dòng ra, A5 còn lại 3 bạn, A4 còn lại 6 bạn, được chưa? Rồi, em dưới mương bơi xa ra giùm anh nè. Nhắc lại, té rồi bơi xa ra. 1, 2, 3, chơi nào. Hey. 1, 2, 3, chụp, chụp, chụp. Một bạn thôi, một bạn thôi xuống nha. Ủa đánh hội đồng khoáng. Ủa là trời tư tư dừng lại khoáng. Ủa trời xuống nha. Ôi ôi. Cái gì mà giữ gì nè, rồi chúc mừng đội chiến thắng là đội A. 10 A4, ok. Tiếp theo A mấy nè Thế ơi. A8, đúng không? Còn cái phía ngoài chút xíu, dọn ra hai bước nữa. Bé này phía sau tiến ra đi em. Ủa một người con gái dễ thương. Rồi sẵn sàng chưa nào, A1 ơi. A8 ơi, Nguyễn Hữu Cảnh ơi. Ok, 1, 2, 3, lại lại. Nhớ nào. Say. Lên nào.
chúng ta đã đẩy là đẩy là đẩy là đẩy là đẩy từ trên lên dưới lên trên lên lên nào. Come on, nhẹ nhàng từ từ ngủ lại rồi xuống nhà rồi bắt giới ơi. Lại trời ơi, thằng nhỏ trắng động. Thằng bé mới té đi chung với xe với này phải không? Ủa như hai anh em sinh đâu vậy trời? Anh Trư, cái gì em quên rồi anh hướng dẫn nha. Anh tên gì anh? Anh tên gì? Okay. Rồi khoan, từ từ, khoan. Ủa làm gì đút cái đầu vô bạn vậy? Thấy em đẹp quá em. Tại thấy em đẹp, ủa biến thái mà phải muốn chết biến thái. Ủa thằng nhỏ đút cái đầu vô nó im ghê đó, nó biến thái. Em trai không được dùng tay, bạn gái được dùng tay đẩy xô bạn trai thoải mái. Rồi biết rồi, tại em đẹp. Ủa là chạy biến thái đâu mà biến thái, tại em đẹp đó. 1, 2, 3, let's go. Lên nào. Hey. Lên nào. Làm gì em? Như là chợ thi thứ trên hài hay gì, làm gì đứng quá tù tì vậy? Đấu nè, 1, 2, 3, let's go. Lên nào, đó. Tôi đẩy bằng. Ồ, dắt xuống luôn rồi. Hey. Come on. Wow, hồ quá dễ thương. A1 đi. Lên nào. 1, 2, 3, let's go. Hey. Cảm nhận từng từng ra trước. Trước đẩy nè. Ồ, từ 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 lên nào, come on baby, Nguyễn Hữu Cảnh mãi tỉnh là chưa na chưa na chưa na chưa come on, đẩy 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 la đẩy la đẩy la đẩy la đẩy phía sau là Dũng Linh Bằng, Dũng mạnh cây cầu lắp bằng cây cầu lên nào phía sau Dũng mạnh lên nào đúng rồi lên nào, chụp 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 đẩy 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 xuống nhà tới 5 giờ không cưng, vui là chờ hai đứa lớn như cậu muốn thiêu vậy nè, mạnh mẽ lên. Em gái khoan từ từ. Ủa tên gì vậy nè, con gái tên gì? Nguyễn Quỳnh Như. Ủa xinh đáng có mười người yêu. Là trời. Rồi Nguyễn Quỳnh Như cố lên em, dùng hết sức mạnh của một người con gái nè, 1, 2, 3, vô. Cố lên nào. Hey. Yêu nhau từ văn lên. Hey. Ta yêu nhau từ Buôn Ma Thuột. Trời lại vô nè. Quỳnh Như mãi đỉnh nè. Ủa xuống nhà. Ủa trời tại cám tàu nhỏng nhỏ lên. Rồi đỡ Quỳnh Như lên khoáng, từ từ. Ủa khoáng. Từ từ, dừng lại. Ủa ôi nè. Rút kinh nghiệm từ Quỳnh Như nè các bạn. Khi té, các bạn nhớ ngậm miệng lại giùm anh ha. Ủa là trời mở miệng uống nước ọc ọc ọc. Ngậm miệng lại. Ok chưa? Rồi 1, 2, 3, let's go. Lên nào. Wow. A Tảo còn 3 nè. A Tảo còn 3. Tên A1 còn nhiều. Chụp 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 không được chung ta. Xuống nhà khoan cái gì vậy? Dừng lại. Ủa bà là như bà giám thị vậy? Ủa là trời bạn đưa dưới chơi đứt cái đầu nắm cái đầu gì vậy? Khoan dừng lại đi em gái ơi. Trời bạn đã đắp đầu hủ rồi cưng. Dừng hồi chuỗi lũi luôn. Em trai dùng bầu vai em gái được dùng tay mà không nắm đầu mất mắt bạn nghe. 1, 2, 3, let's go. Đến nào. Hey. Không dùng tay, súng nhà ai giật bồ ai? Là trời cái gì vậy nè, nữ với nữ không dùng tay. Ok rồi, còn lại chàng trai cuối cùng A8 nè. Quá vậy thương một cái chàng trai mặt quá sáng. 3, 2, 1, chờ. Cỡ lên nào. Từ từ các bạn. Wow, súng nhà. Xin được chúc mừng chiến thắng thuộc về A1 mãi đỉnh mưu điểm. Ôi ôi trời, chúc mừng A8. Rồi A8 về thứ 8 nha. Thế chứ A8 cũng quá giỏi luôn các bạn. Lần tiếp theo xin mời A10, 12. Bên này A10. A10 cử ra 10 bạc, A12 cử ra 10 bạc. Dẫn đầu là Hoa Hậu đến từ A12. Ủa trời, một nữ sinh chiều cao sở hữu 1m15. Quá đẹp. Tiếp theo sau lưng nữ ra người đẹp đó là nữ ca sĩ Chibu. Là trời 1m12. Hai đứa này chơi thân với nhau hả? Ồ giống nhau như hai giọt nước lùng tè. Nói vui vậy thôi chứ hai đứa rất là đẹp nha. Sụp lại em, lui lại bé đẹp đang sẵn tóc nè, lui lại. 2, 4, 6, 8, 10. Hai câu giữa tiên đồng và ngọc nữ nè. 1, 2, 3, let's go. Lên nào. Hey. Ôi là trời. Lên nào. Hãy đến với em. Ga chuột đẩy đẩy đẩy.
quán trị. Bạn ơi, chụp 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 xuống nhà khoan. Ủa em gái ơi, một mình bạn em là người ta muốn chết này cưng. Trời ơi, con bé này em ơi, bé đầu tiên tên gì nè? Bảo Nam hả? Lam Bảo Lam. Con gái gì tên Bảo Nam hả? Lam Bảo Lam mà tôi nghe Bảo Nam. Ủa là trời, tôi tưởng Nguyễn Văn Bảo Nam. Bảo Nam mà thẳng là tặng cho Bảo Nam một bộ dũa nghe. Dũa cái nến lại quá trời cái nến rồi trời. Qua từ từ. Ok, Bảo Nam cổ lên là bé đẹp. 1, 2, 3, vô Bảo Lam cổ lên. Ủa thủ nè đó, chụp nè đẩy đâu. Ôi trời ơi, cái gì vậy? 1, 2, 3, vô Bảo Lam cổ lên là đẩy. Đẩy. Wow, mâu điểm cho Bảo Lam nào. C A10 cổ lên nào. A12 cổ lên là đỉnh là đỉnh là đỉnh là đỉnh là chụp. Ồ xuống nha. Ồ trời, con bé tàu diện bãi biển nữa. Té một cái ọc, một cái rồi đứng lên Bảo Lam. Sụt lại đi Bảo Lam. Em trai Minh Khoa nè. Tiến lại chút xíu. Tiến ra phía ngoài Minh Khoa, tiến ra phía ngoài. Ok, rồi chị vui là chỉnh nha. Bảo Lam nhẹ nhàng với bạn nghe cưng. 1, 2, 3, cho nào. Bảo Lam cố lên nào. A12 cố lên nào. A10 cố lên là chụp. Xuống nha. Ôi Bảo Lam có học võ không ạ? Thực ra trời, con gái gì mà nắm đầu bạn trai văng một cái tám thước. Từ từ, lui lại từ từ. Trời ơi, rồi xin mời bé bước ra này cưng. Xin mời nữ ca sĩ Văn Mai Linh Hương. Ok, tao với bé bên đây ha, từ từ cẩn thận nha. Anh nhắc lại nè, chơi du là chỉnh không được quạo nha. Chơi nhẹ nhàng thôi, đừng có mạnh tay với bà. Ok, 1, 2, 3, cho nào. Trời ơi, tới một cái hừ như cái này đứng lên. Cố lên rồi, ôi trời, xuống nhà. Ôi nè, khoan. Dừng lại rồi, ôi trời, chung chung mà tụi nó kẻ thù không mà trời. Từ từ, rồi bơi vô. Ủa, hai đứa tụi nó quánh lộn không đó. Mới kêu là chơi nhẹ nhàng còn cái hừ một cái. Rồi ok, xin mời bạn tiếp theo bước ra nè, xin mời bé Xuân Mai. Ôi, 1, 2, 3, vô nè Xuân Mai ơi. Lên nè, tôi trả thù cho bạn của tôi. Đúng rồi, ôi trời, trời ơi, là trời. Wow, xuống nhà. Ủa, hai con bé yêu thương nhau. Nắm đầu, cắm đầu dưới mương nhõng dò lên. Rồi bơi ra. Lưu ý, khoan nghe nè. Mắt kính bạn nào cạn ít độ để trên bờ được, gửi các bạn trên bờ, được không? Bạn nào mà cặn nặng độ muốn chơi khi té dịnh mắt kính lại. Tránh trường hợp gớt mắt kính mà không thấy đường nha. Thứ hai, trang sức nữ trang vàng bạc, những cái gì vậy gớt để trên bờ. Trong quá trình mình chơi dưới nước, nhiều khi tay chân của mình đã mềm đấy các em, cẩn thận giùm anh nha. Và cuối cùng, bạn trai nào lòng thòng để trên bờ luôn. Tránh trường hợp gớt cái sình anh rồi hoặc không có mò lên từng món được hả. Ok chưa, vàng bạc, nữ trang sức, cẩn thận, lòng thòng để trên bờ hết. Ok, rồi tiếp tục. 1, 2, 3, lên line. Hey, anh chỉ có bò lên nào. Anh chỉ có bò là chỉ có bò là chỉ có bò, come on. Là trời, làm gì đưa cái đầu vô nước lòng thòng vậy? Là trời. Vừa hả giờ ăn cơm sống cho uống nước, thằng nhỏ đưa cái đầu vô nước hả? Uống nước ập. Xuống mương. Các bạn yên tâm nha, nước này là nước từ sông lớn bơm vào rất là ngọt, có phù sa hé. Nhưng mà ngày hôm nay mình không cảnh chơi nhiều quá, nó cộng thêm mồ hôi, nó hơi mặn nha. Là trời, hả? Uống trắng động. Rồi từ từ đu lòng thòng quá, kéo quần lên kìa. 1, 2, 3, show now, lên. Chân đi đứng. Yêu nhau từ văn mê thế. Hey! Ta yêu nhau từ bóng ma thường. Cho lẹ cơ nào. Chúng ta là đẩy từ từ. Cho nó bị dướng là cái từ từ. Ôi ôi, xuống nhà. Từ từ, con bé này tự dặn cái gì cơ. Thì trời, nó đi đu lòng thòng dướng là gì nè. Bạn đu ra đừng có dựng cọng dây lại, trái cái đất của bạn ra. Đu cẩn thận từ từ nghe. Mấy bạn chơi tự do nhắc lại, chơi chậm chậm từ từ. Đu mỗi bên là một bạn thôi. Rồi, 3, 2, 1, tiếp tục chơi nào. Hey. A12 ơi, lên nào. Come on.
Đúng không? Đang làm gì vậy? Là chạy đấu thiên cô long dương hái gì đâu, làm thầm bốn đứa một lượt gì nè. Mỗi bên một bạn. Ủa là trời, bự quá anh Trư ơi. Xuống mua đi Trư. Trời không ý thức được mình bự hay trời, đu làm thầm dướng cái bụng lại. Từ từ. Một bên một bạn thôi, đu nhiều quá nó sập dàn giáo là khùng tới già. Ôi trời ơi, rớt luôn. Từ từ thôi. Cẩn thận. Rồi 3, 2, 1, vô tiếp tục nào. Ngồi xuống mấy em. Ngồi xuống mấy em cái vô lại. Ngồi xuống đúng rồi, tiếp tục. Hey. Ủa trời, một cái bàn ấn tượng ngày hôm nay, xin mời thầy ông nội. A12 ơi. Trời ơi, thầy ông nội là người chơi nhiệt tình nhất ngày hôm nay, thua tất cả những trò chơi. Rồi 1, 2, 3, vô nào. Cổ lên chàng trai niềm tự hào của 10A12. Lên nào. 10A12, cố lên 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 đẩy xuống nhà. Hai bé này là người nước ngoài hả cưng? Là trời nói hoài thì đứng ngoài không đi lại. Cho nên nay hơn 70 tuổi mà cứ